6 giờ sáng cho vẫn bụi mạnh. Công việc hàng ngày của chim cô bé hay là phải chuyển chim cho các bạn. Và đây là những cái phiếu, những cái tem để chúng ta chuyển đi. Bốn thùng một đôi Nhật Pháp này. Đây là một đôi Nhật, một đôi Pháp về Thanh Hóa. Đôi Nhật, đôi Pháp về Thanh Hóa. Đây là Nhật chỉnh. Hai con trắng là con một đôi Pháp, còn hai con đực đen là đôi Nhật. Con đầu đỏ mình đánh dấu là con đực nhé. Mình này chỉnh quay trưởng đực. Con này không có đầu đỏ, phải con mái chìm rất là đẹp, quá đẹp luôn, chìm rất là đẹp, quá đẹp luôn. Đây là mình bắt từ tối hôm qua rồi, do mình cũng sẵn cho vào luôn, không thể xuống trang trại bắt lúc này được, bởi vì nó mình phải chọn trước đi. Đôi nhé, một đơn hàng đã xong, tôi đưa đường lên đấy, mua con dính đây. Hướng dẫn kẹp rồi, cái bản hướng dẫn kẹp rồi. Bây giờ là một đôi tai. Từ tỉnh Bắc Giang. Ngã tư từ tỉnh Bắc Giang. Số mắt chim này giấu luôn. Quay vào cái con này là chín.
xịt cái nó. Đây được đủ rồi. Còn là chín đực rồi. Đâu? Ở trên đủ rồi. Nhìn chiêu rất nhiều rồi. Đây có chín cái. Cái. Mỗi bạn đều có một cái phiếu hướng dẫn nuôi chim. Chưa vậy có chim chống lại chống lại chống lại
tôi nguyên bản. Bê liệu này. Chim non đi. Chim non là... các bạn biết đấy, chim non phải bón trước khi đi. Để cái bón đây, bón để cái đấy. Đây đây đây. Giữ cái khay kia ra. Ừ. Một ổ luôn. Nhưng mà mình sẽ lấy hai con lũ nhất theo yêu cầu của bạn ấy. Bởi vì chim non thì thường bạn bón càng nhỏ nó càng như chim khách tốt. Nó rửa đến trưa luôn. À sang bên này. Chín non rồi của bạn này. 838, 838 rất là đẹp. Số rất là đẹp. Nó rơm rất ấm. Chín non lấy đôi rất đẹp. Con này là cùng đôi. Còn những con này nó già hơn rồi. Những con này nó già hơn rồi mình bón chim khách rồi. Để có người nào có thời gian hơn. Mới cá nó vẫn chưa tan bạn rồi. Vít ra vít vào. Nó rất là khéo bạn nhé. Nó rất là khéo. Một đôi. Các bạn nót cả giấy cả rơm ở trong. Giấy thì nó làm cho hút nước đáy, mà rơm thì nó làm cho chim nó bộ, nó không bị hoảng loạn trơn chuột. Còn cái này thì nữa mình bón với cái đàn này sau thì nữa mình bây giờ mình phải chuyển hàng cho kịp. Còn cái này mấy đôi nữa là mình bón hộ các bác. Có bác lấy hai đôi rồi ngày mai đấy mình bón đấy. Đồ nghề bón rất đơn giản đấy. Này chuẩn bị cái này kiểm tra nhá. Đây 6/6 đấy, về Linh Hiệp Gia Lâm này. Đây là bón giao tại Mỹ Đình này. Đây là vào ra tại Mỹ Đình này. Thì anh ghi hết sổ rồi. Đây là ghi địa chỉ thôi. Không, địa chỉ thế thôi. Thanh Hoài này. 408 Thanh Hoài. Đây ở đâu anh? 838 mà tôi non ở đâu đây? Còn tại Mỹ Đình, người ta đi đâu thì mình lấy cái đó. Tử thần Bắc Giang, ngã tư Tử thần Bắc Giang 063. Ở đây là búng đuôi. Ở đây về Thanh Hóa nhưng mà có anh rể là lái xe mít mấy luôn ở Hà Nội. Vào sổ ngon rồi.
Rồi đi đi, hết giờ rồi nhé. Thôi không ghi cái đấy nữa. Cái đấy về Thanh Hóa nhưng mà nó giao ở nơi Giáp Bát luôn. Lấy sẵn dăm chục ra.